Hello, chào mừng các bạn lại quay trở lại với channel của mình là mình đây. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách hack dam nha mọi người, hack dam của Free Fire. Ok, và hôm nay mình nick của mình đã bị khóa rồi mọi người ơi. Ok, và cái màn hack này có thể khóa nick nha mọi người. Và các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ khi các bạn hack nha mọi người. Hack dam này là có thể khóa nha mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ vô tài khoản mới và mình sẽ hack cho các bạn xem. Ok, hack dam luôn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hack trong những phút cuối của video này nha. Ok, và bây giờ mình sẽ nhảy xuống đó, mình sẽ thử nghiệm nha mọi người. Và mình bật hack này mình cũng có thể mình thay đạn nhanh luôn nha mọi người, thay đạn như chớp luôn mọi người nha, thay đạn cực kỳ nhanh luôn đó, khi mà các bạn solo lục chẳng hạn đó, thấy không, các bạn có thấy mình thay đạn nhanh đó. Ui, ở đây có thanh niên. Đó, các bạn có thấy đạn của mình phun trào rất là mạnh nha mọi người. Ok, và đầu này đang có một thanh niên và bây giờ 2-3 thanh niên luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ test. Đó, các bạn có thấy không ạ, khá mạnh luôn. Ok, ở dưới này còn một thanh niên nữa này. Đó, đó. Ui, mình bị hết đạn luôn rồi anh em ơi, quá gắt quá gắt. Đó, ui sao cổ nào cũng hết đạn luôn nha, quá gắt luôn, quá gắt luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ diệt hai em này trước. Đó, đây này, ở dưới này có một em nữa nha. Ok, hết đạn luôn rồi anh em ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ chơi thục với nó luôn nha anh em. Và cái này ấy, mình bắn thục cũng y như gọi là súng trường luôn anh em ạ. Phần này là cực gắt. Đó, anh em có thể cầm thục đi solo nha anh em. Ủa, chui đâu rồi ta, chui đâu luôn người ta, sao không thấy luôn người ta. Ai trời ơi, à kia rồi, kia rồi, kia rồi, kia rồi. Ui, thục của mình bắn quá là nhẹ luôn, pừt pừt pừt. Đó anh em à, khá là mạnh luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ đi lút đạn nha anh em ơi, coi chừng ta đập chết cha luôn á. Tao cứ bỏ cho tao cửa này kinh. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy vô bo nha mọi người, bo đã thu lại rồi nè.
Ok, phía trước đang có một em. Ok, cũng vừa hết đạn luôn anh em à. À, mình giết thằng này là người nha anh em ơi, chứ không phải boss đâu nè. Ok. Ok anh em à. Và bây giờ mình sẽ chạy bơ bo nha anh em. Ok, đó, các bạn có thấy không? Thay đạn full nha. Thay đạn full nhanh luôn anh em à. Bao thay đạn luôn. Đây, ok. Và bây giờ mình sẽ vô bo nha anh em. Ui, bo này bo 1 mà, không phải lo đâu anh em à. Đây, ok. Và bây giờ mình sẽ vô bo. Và cuối video này ấy, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, và mình sẽ để link cho các bạn tải video này, tải cái link hack này nha mọi người. Đó, anh em có thể hack, mà những ai thích hack thì có thể hack, mà những ai mà không muốn hack ấy, thì đừng có hack đó. Bởi vì cái này ấy, mình có thể gọi là mất nick nha. Nhưng mà mình có thể làm được không mất nick, hoặc là mình khi bị khóa nick ấy, mình sẽ có thể lấy lại nha mọi người. Cho nên mình không sợ và mình có thể hack nha. Đó, ở đây có một em. Úi giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi. Có một chú bên này. Ôi trời ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ thoát ra và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ok. Đây, và mình sẽ thoát ra màn hình luôn anh em à. Ok. Và trước tiên các bạn phải đi vào trên Set Play. Và các bạn tải cho mình cái app gọi là cái app Setchiver nha anh em. Đó. Đây, Setchiver đây. Ok. Và bây giờ mình sẽ mình đã tải về rồi và mình sẽ vô đây nha. Và bây giờ các bạn phải vô cái phần Android nha. Trước tiên là các bạn phải vô phần Android. Đó, và sau đó các bạn hãy vô UBB và các bạn phải tìm cho mình cái .com DTS Free Fire đây. Ok. Và các bạn hãy nhấn giữ trong cho mình trong vòng 3-4 giây nha anh em. Và các bạn phải vô đổi tên. Ok. Các bạn vô đổi tên và sau đó các bạn sẽ ấn cho mình chữ S nha. Đấy, hoặc là chữ gì cũng được anh em nha. Ok, và các bạn hãy lưu. Lưu, và sau đó các bạn hãy gỡ đi cho mình cái các bạn hãy gỡ cho mình cái Free Fire gốc nha anh em. Gỡ đi cho mình Free Fire gốc. Đó. Đây, ok. Mình sẽ gỡ đi nha. Đây, ok. Và bây giờ mình đã gỡ xong rồi. Và bây giờ mình các bạn hãy xuống dưới cái phần mô tả của video này và các bạn hãy tìm cho mình một cái link tải hack V3 nha. V3 OB12 nha, ok. Đó, và các bạn hãy vào phần Chiver này. Đó. Ra Chiver này và sau đó các bạn phải vào cái phần download cho mình, ok. Cái phần download cho mình và các bạn có thấy cái hack Free Fire V3 OB12 OB21 đúng không? Đó, VIP đây nè. Ok, và các bạn hãy vào cái phần này. Và các bạn hãy ấn cho mình vào giải nén. Ok. Ok nè. Đó, và sau đó nó sẽ hiện cho mình một cái hack Free Fire V3B21
VIP 7. Ok, và các bạn hãy ấn vào đây và giải nén tại đây. Ok. Đó, và sau đó các bạn là hãy ra phần các bạn hãy về phần này, phần đầu tiên các bạn vô nha. Và các bạn lại vào vô lại cái phần này. Ok. Và sau đó các bạn nó sẽ hiện cho các bạn cái chữ Fake nha. Fake này. Và các bạn ấn vô cho mình mở. Ok. Và sau đó các bạn hãy cài đặt cho mình. Và các bạn hãy chờ cài đặt xong cho mình nha. Các bạn phải chờ đến khi cài đặt xong nha mọi người. Ok, và các bạn hãy ấn vào xong. Nếu các bạn hiện lên cái này thì các bạn hãy tự động dọn dẹp 7 ngày nha. Và ấn vô hủy và ấn vào xong. Ok, và sau đó các bạn nó sẽ có cả cái Free Fire Hack V3. Ok, và các bạn hãy ấn vô đây. Và các bạn ấn vô mở. Đó. Ấn vô mở và các bạn hãy cài đặt cho mình. Các bạn phải chờ cài đặt cho mình nha. Và các bạn đừng có vô game nha. Các bạn cài đặt xong ấy thì các bạn hãy xem mình làm thế nào nha. Rồi mới được nha. Không thì các bạn làm lỗi một kỹ thuật là các bạn không thể vào game được nha. Các bạn sẽ bị lỗi nha. Và không hack được luôn. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì hãy để comment ở bên dưới phần video này, bình luận của video này để mình biết những cảm xúc mà các bạn trải nghiệm trong game nha. Nếu mà những ai mà rồi xong, các bạn đã cài đặt xong và các bạn ấn vô xong rồi, sau đó các bạn hãy ấn vô hack Free Fire V3OB21 đầu tiên. Và các bạn hãy ấn vô bộ nhớ thiết bị. Và các bạn hãy ấn vô Android nha. Và OBB. Các bạn ấn vô OBB. Và sau đó ấn lại com.dts Free Fire. Và sau đó các bạn hãy ấn đổi tên. Và các bạn hãy xóa đi cái chữ mà đầu tiên mình đã điền vào nha. Đó rồi, ok. Và sau đó các bạn thoát hẳn ra màn hình. Ok. Và sau đó các bạn hãy vô Fake nha. Fake Genmix Free Fire. Ok. Đây, và các bạn hãy ấn cho mình. Và các bạn phải ấn vô cho phép nha. Ấn vô cho phép và sau đó các bạn hãy ấn thêm 2 lần hoặc 3 lần cũng được. Đây, ok. Và các bạn hãy vô game và trải nghiệm game nha. Và vô game và các bạn phải nhất định là làm theo mình thì các bạn mới không bị khóa game nha. Ok, không bị khóa tài khoản luôn. Các bạn phải chờ cho nó chạy game nha. Và các bạn thấy nó hiện cấp quyền và sau đó các bạn phải cấp quyền nha. Cấp quyền rồi sau đó các bạn hãy ấn thoát ra. Thoát ra là nó sẽ tự động nó chạy lại game nha mọi người.
Đó. Ok. Và bây giờ các bạn hãy nhấp vô cái phần đây có cái một người phụ nữ và cái máy tính này ở trong góc này, và các bạn ấn vô đây. Ok. Và các bạn sẽ bật cho mình những tính năng và làm theo mình nha. Đây, các bạn ấn vô cái đầu tiên này. Đó, và các bạn sẽ kéo xuống, và các bạn đây, mở cái này, và còn cái này thì các bạn kéo mát luôn nha. Đó, và cái này nữa. Ok. Và các bạn xem thì các bạn đừng tua nha, tua thì các bạn sẽ không hack được nha. Đây, đó, và bật cái này luôn. Ok. Và bây giờ các bạn xác nhận và vô game nha. Cho phép hết nha, các bạn phải cho phép hết. Đây. Và các bạn cập nhật nha. Cập nhật và các bạn chạy trong trường. Chạy theo các bạn chơi thường ngày nha. Và sau đó các bạn sẽ có thể vô game và các bạn trải nghiệm một tính năng hack nha. Các bạn nếu mà vô mà không thấy nhân vật của mình trắng lên ấy, thì các bạn có thể vào và các bạn chọn con Adam nha. Chọn con nhân vật Adam nha. Và sau đó các bạn phải chỉnh cái da nha, cái màu da. Đó. Sau đó các bạn phải lưu. Đó. Đây. Ok. Và sau đó mình nếu mà các bạn mà vô ấy mà không đăng nhập được Facebook hoặc là Google Play thì các bạn hãy xóa đi cái Facebook, hoặc là các bạn tắt Facebook đi. Đó, và sau đó các bạn mới có thể đăng nhập nha. Đây, và mình sẽ ấn vô khách nha. Ok.